Rồi kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Số 446, độ mới tầm khoảng 99%. Con này N1, áp suất ok và giá là 4,1 củ các bác nhé. Thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của nó luôn đây. Đấy thì các bác có thể thấy là cái mặt lưng của nó thì cũng có vài vết xước nhỏ nhỏ nha. Đây, như chỗ này có vết xước to hơn chút này. Đó. Rồi, thì cái máy cũ thì nó cũng không tránh khỏi đâu. À, và đặc biệt là cái màu xanh này này nó dễ nhìn hơn là cái màu trắng đấy, các bác thấy không? À, các bác chỉ cần quan tâm cái kính này, kính camera thì nó con này còn khá là mới đấy các bác nhỉ. Đó. Đó. Có vết xước nhưng mà nó rất là bé và nó ở vị trí không vào cái camera ấy. Đấy, các bác yên tâm nhé, con này kính cam như này còn rất nét rồi. Ok. Đây là cái mặt trước đây. Thì cái mặt trước của con này nó cứ nó kiểu nó sần 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 như kiểu bẩn bẩn ấy, nhưng mà nó kiểu là sức răm răm bẩn bẩn như đây, có thể thấy này. Đấy, nó không sức dài hoặc sâu gì cả, nhưng nó cứ răm răm bẩn bẩn như này này. Đấy. Đó, và hoàn toàn là zin các bác nhé. Đó. Các bác yên tâm. À, con này thì các bác về dán cái cường lực lên cái là nó cũng đẹp ngay mà. Đấy. Rồi, ok. Quên cái các cạnh nữa. Thì đây, đây là cái cạnh dưới đấy các bác. Cạnh dưới con này em thấy là gần như là không có vết xước nào cả. Có một vết xước ở chỗ gần lỗ mic này nhưng mà nó bé lắm. Đây, các bác khó nhìn ra luôn. Coi như không xước cũng được. Đó. Đây là cạnh trái đây, cạnh trái cũng thế. Cạnh trái có một dấu chấm ở đây, mấy vết chấm ở đây. Đấy, hơi xước xước xíu chỗ này. Đấy. Đấy, nói chung là nó phải nghiêng ánh sáng thì các bác thấy rồi, chứ thực ra là nếu mà coi là không xước cũng được. Đó. Rồi cạnh trên này, cạnh trên thì không có vết xước nào cả. Đó. Cạnh phải cũng thế, cạnh phải cũng không có vết xước nào cả. Đó, có góc này có một dấu chấm này, góc này có một dấu phẩy 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 chỗ này, cũng rất là khó nhìn ở chỗ này. Đó. Đó, nói chung là cái khung con này thì quá đẹp rồi, các bác không phải nghĩ, con này quá ngon, con này còn L1 nhé các bác nhé. Rồi, cái ngoại hình thì em thấy là có thể đánh giá là 99% được. Đây, cái L1 đây thì bác nào mà chưa biết đến cái L1, L2, L3 thì các bác có thể dừng video một chút và các bác xem cái này. Đó, đấy nhá. Các cứ dừng video chút xem cái này là các bác hiểu rồi. Rồi. Ok, em sẽ nói tiếp. Thì sẽ test tiếp chức năng đây. Cái camera đây các bác. Camera đây các bác thấy không? Rất là nét các bác nhá. Không vấn đề gì luôn. Rất là nét luôn. Ok, cái cạnh camera góc siêu rộng này rất bình thường các bác nhé. Ok các bác. Rồi. Vào trong cài đặt xem có cái gì. Vân tay bình thường các bác nhé. Thì con này đang chạy Android 11 các bác nhé. Đó. Số máy đây. Rồi ok. Wi-Fi bình thường này. Nghe gọi luôn này. Tiếp cận bình thường này. Đó. Đó, chuyển 4G bình thường này. Đó, và mất nó sẽ có luôn rồi. Đó. Ok. Ở đây là cái cắm cái tai nghe. Các bác thấy không? Bật hi-fi DC bình thường các bác nhé. Ok. Và em sẽ cắm cái máy tính. Cái đây cái máy tính đây. Tẹo nữa em sẽ cắm cái cổng sạc các bác xem nhé. Máy tính nhận bình thường các bác nhé. Đảo chiều đây. Con này chân sạc còn rất là khít các bác nhé. Rất là chặt luôn. Đấy các bác yên tâm. Rồi ok, ngoài này còn gì nữa không nào? Ok nhé, em sẽ vào bên trong để test. Ồ nhầm. Đây, tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm này, bình thường này. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh nhé. Con quay hồi chuyện này. Bình thường này. Đây là cái mic này. Mic dưới ok này. Mic trên ok này. Mic không ok này. Mic ở lưng này. Ok hết. Cảm ứng này.
cứ test kỹ càng cho bác xem. Ok, bình thường hết các bác nhé, áp suất này đó, nhảy bình thường nha, con này nhảy được khoảng 0.6, em đến em test vừa vừa, bóp vừa vừa đấy. Ok rồi, IMPL bằng 1, không thể giải IMEI được, battery thì không test được. Đây màn hình đây đó. Thì cứ mỗi lần test màn hình thì em vẫn phải nói với các bác là màn hình con V60 thường thường nó sẽ hơi 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 vàng vàng hơn một chút các bác nhé. Cho nên các bác là nhiều các bác không biết đấy, các bác cứ sợ là nó bị lỗi thì không phải các bác nhé, nó vẫn hơi ấm vàng đấy. Ok, con này thì hoàn toàn là không có lưu ảnh gì hết các bác nhé. Đấy, và cũng màu rất là đều, rất là đẹp luôn. Đó. Ok các bác. Rồi, em sẽ test cái cổng sạc cho bác xem. Thì đây, đây là cái cộng dây 18W từ Arasi. Đó, cắm rất chặt luôn. Nhận sạc nhanh bình thường này. Đó. Đổi chiều. Cắm rất chặt các bạn. Đó. Đây nó đấy. Thì cái 18W ấy thì nó chỉ có nhận là đến CC2 thôi, nó sẽ không hỗ trợ cái PD nhé các bác nhé. Cho nên là các bạn muốn sạc nhanh ấy, thì các bác nên mua một cái bộ sạc hai đầu dây nó đều là cổng C các bác nhé, thì nó có hỗ trợ PD như em có đây. Cái này là cái 25W nha các bác nhé. Này, các bạn thấy không? Đó, nó nhận đến PD04 này. Đấy, thì nó sẽ sạc nhanh hơn các bác nhé. Đấy, và nó cũng ít bị lỗi trên sạc hơn đấy các bác. Đấy. Rồi. Ok, thì các bác yên tâm, con này thì chân sạc nó rất là khít, nó mới mà các bác. Cho các bác yên tâm. Và bác nào mà muốn cẩn thận hơn thì các bác mua sạc không dây về dùng cũng được các bác nhé. Nó hỗ trợ 15W, chậm hơn chút thôi. Nhưng mà dùng nó yên tâm hơn. Còn con này thì các bác cũng dùng cái nhẹ nhàng thì cũng dùng muôn đời luôn các bác không phải lo. Rồi ok, thì con này là tất cả chức năng của nó đều bình thường hết, không có lỗi gì nhá. Con này chỉ có mỗi cái là cái màn hình kia nó hơi hơi kiểu nó hơi kiểu kiểu bẩn bẩn dâm xấu xấu ấy, nhưng mà thực ra nó không phải sức nhiều nha các bác nhá. Đấy. Rồi ok, con này còn là một nhá các bác nhá. Rồi ok, chào các bác.